Ok, qua luôn OBS Sợ. màn hình như đây đây. Test mới Ok, á. vô. Ở tay mới luôn, gì Nói đâu? đi. Nhau cả vậy, bây giờ có gì mạnh hơn đâu? Giờ hơn nhau gì đâu mà, thoải mái. Icon vàng vàng là rồi cuối cùng. Ý nhỉ, Vâng. nhìn ai vàng chóe nào, vàng bắt À, đầu. trời ác chưa ma. Là một Mẹ vàng trời. Hello. Hello. Jesus. Ui em đẹp thế. Ui mông to Ôi thế. ôi, ôi ôi. Ui Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi vàng ơi. my god. Tôi có hiệu ứng gì không? Có hiệu ứng gì chứ? Để. Nhưng mà thật sự là tôi khá thích may sau mà nó không phải màu này nữa ấy. Và nó có cả cái ấy. Ai Skin ấy, skin đẹp. skin rồi à. Nào hơn Nhưng mà nhiều không lắm. không thay đổi gì nhá. Skin nó không không được thay đổi hiệu ứng gì nhá. Nó chỉ thay đổi phong ngoại hình thôi. Đấy, thế nó mới đẹp. Thằng kia có nhân vật tự tạo đẹp đấy. Lũ chỉnh á, lũ mới lùi lên cần thời gian chỉnh luôn, chỉnh thằng Phật á. Phải chắc nhanh cả tí. Còn chơi sao đó? Ủa con này bay một phát. Bay một nhưng mà nặng quá. Nó không nhanh bằng. Ông chơi healer đúng không anh chị? Không không. Không lâu rồi. Ui đau 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 đau. Fuck, hỗ trợ ba mạng. Thế con này kỹ lắm, chặt mà. Tù địch là học cần. Ok, khỏe. Học cần ba nhanh hơn. Đây, cái gì? Bắn đi.
Ô con này AOE hỗ trợ à? Chết đi nào. Hoặc đừng rồi. Đau quá, mày đi thật rồi. Oh my god. Cây đen này. Chị, đúng đắn. Thầm đẩy lại là đi. Ôi, má cái mình quen đây thì mới ra không? Rồi cái mới ra. Má có con đường đau hình. Phải không chị? Cứu không đau, địch mẹ. Đau, tui, đừng. Game này là Steam à? Ờ, Steam. Ờ, oh, just Steam. Game này đang test. Đang được test. Chưa là chính thức thôi. Guitar. Đổ vào Skyrider chặt quá. Ai giá như con đàm Bandai cũng làm được giống vậy thì hay biết mấy. Nhờ. Nó vẫn chạy được kìa. Này thì bắt bố đi. À chúng phải gồng. Ờ à. Đúng mà attack không Titan nữa. Bát bát. Hỗ trợ nãy hơn nhiều đó. Ôi cứ mày thành bấn thì ra má cầu đấy. Đợt đau chỉ để đèn em. Mày anh em mãi bắn nhau quá đeo kiếm điểm. Ô ăn chó vậy. Đi, luôn đó. Như có cái điểm B các kiểu mà đúng không? Đúng luôn, gần cháy luôn. Mà đông thế. Anh em đang ấy hết này. Thủ quang lũ đã thu băng đào luôn rồi. Mạnh nha mày. Trời, má thật tụt luôn. Còn tóm dài hơn ra. Cái đế này không mạnh lắm. Hoặc là không hợp. Ủa
bay bay đem địch đâu rồi đấy. Không thấy đâu cả. À tôi đang địch phải chiến quy định rồi này. Hay quá. Đây đây. Điểm B đâu? BA đâu? Bay đi. Ơ à, mày kiểu nó biết đi. Biết. Đâu ra. Ô, rồi win rồi. Ông mày hỗ trợ chiến mạng bực thật. Đấy là ngọc luôn. Con này kêu hỗ trợ chiến diện rộng. Kêu này diện rộng quá. Không làm gì nữa, không có đá. Ám mạng. Yeah. Tám mạng mà không win thôi nha. Không MVP thôi đấy. Mà thôi chạy tiếng này. Để bay bê. Bài kích à. Còn gì ghê đó. Rồi. Chỉ giúp bãi. Nó có thể MVP được hay vậy ta. Chấm 1-10 này. Giết nhiều mạng nhất mà. Nó hỗ trợ hư luôn mà. Mày không giết táp thôi. Hỗ trợ. Ui, thằng này có avatar đẹp phai. Đủ dành thời gian đấy. Có dành thời gian làm đấy. Yeah. Để chờ Skylander nữa. Skylander đam diện rộng nhiều quá. Không có đam. Liễu. Đây lại thêm coin này. Vẫn còn màu không ta? Ê. Cái này là cái gì đây? Đây là Battle Pass à? À Battle Pass. Hay là mẹ... Cái Battle Pass á. Ồ. Tất nhiên Battle Pass có vẻ này. Thật sự ra cũng đéo ngon. Đéo gì đây toàn hộp. Mấy cái hộp mod với cái hộp mẹ đéo gì đây hộp màu à? Hộp màu á. Đéo gì đi bọn em. Cây mod công à? Ờ đéo giải tăng rồi. Đến ngày 13 là hết. Này. Đến ngày 13 là hết con mẹ rồi. Đây level 90 thì đến mod công. Thế bao giờ mới win mới có được level 45 có cái nick mẹ level 40 mới có cái kính 45 thì mẹ mới có cái đéo này gọi là gì đĩa khẩu súng à bông à bông à bông à bông à còn lại còn lại toàn là hộp màu với hộp mod xong hết cứt mẹ bô khỉ. Điều thôi, xong giờ. Chưa, yeah, xong chưa? Ô này. Khoan, ông lại chơi con bay bay đúng không ạ? Ờ. Nó cho Falcon ha. Falcon vui thôi, Falcon nhanh hơn, nó đang to hơn. Chân, character đam nhiều ngọc nhiều quá. Nó khó chịu ấy, nó hỗ trợ đâu. Cũng hợp lý nhỉ. Ờ, được rồi. Rồi, cứ chơi đây, chơi đây. Lay, Linh, Tỷ. Mẹ ơi, xanh nhau toàn màu cơ bản đấy nhờ. Xanh nhau toàn màu cơ bản nhờ. Thì nhát tạo thôi, gì đâu nhờ. Mày nó phải vang, vang. Vang, châm tí vàng vàng. Mẹ combat. Ủa cái chân xa rất lâu. Mẹ ngắm ông này, ngắm ông đi. Ôi mẹ Katen đây. Ui giời. Mông tôi ngon không? Ngày sai nhá, ngày ngon lắm nhá. Vậy cạnh, đọc lên sẽ lấy video, đọc lên sẽ lấy video nhá. nhưng mà không có clip ngắm ông của tôi. Shit. Nhưng mà có lần nó ngon mà, nó sẽ càng hấp. Nó càng không có nửa cắn nữa. Tôi còn mặc quần bó luôn chứ. Mẹ chất vai cứ... Mẹ sát bông rồi. Mẹ gọi là bó sát he. Mẹ gọi là chất đích luôn. Wow, lấy mà kiếm cái... Nhưng mà cái animation mày lắp vào mẹ map này hay phết. Nó hơi bị dư á, lao á, delay hơi nhiều.
À mình đã đợi dân bằng rồi. À, đợi hai bay nữa. Mẹ đợi chứ. Không có hiện thị ra cái màn hình xong nó đứng con mẹ bên Valorant. Ừ đấy. Kỳ vai hồn đấy, cái kỳ đấy mới là kỳ. Chiến đỡ hơn. Đây là riêng nặng quá, riêng lốt nặng quá. Mẹ mái đồ yêu. Mái đồ yêu cho mọi quái nào. Đấy là mắt của những người máy yếu. Mắt của những em vé mặn thì là rất là thích. Tạo hiệu ứng vào game. Phải thế. Đây mẹ vào Valorant. Lao thế thì... What the fuck lao vậy. Mẹ không biết nữa, mẹ có thằng một là mạng yếu, hai là máy yếu. Đeo rồi đấy, đeo rồi đấy. Đeo nào nhỉ? Đâu ấy? Không hai mãi hả? Đeo rồi bạn. Ờ cái này là sinh tử này, cái này là sinh tử đậu này. Giết hết địch này sẽ thắng mà. Ừ đúng rồi. Ủa đó chọn Falcon đúng, chọn Falcon đúng mà. Ơ, hình như có chọn. Đào cuối cùng. Hình như có chọn ấy đúng không? Có chọn chế độ á? Sao ta? Chế độ ừ, tí chọn chế độ này đi. À không á. Tôi tìm cái đất đây. Đông. Tiệt mà đông vãi luôn. Gì con ma gì gì hết rồi ăn luôn rồi bị phát hiện kìa bị không cần phát hiện rồi chạy đi không cần nó sao ta lá nó sao được rồi bằng hình rồi ôi rồi bằng cháy à, tập trung mấy một thằng thôi đi ra phòng. Man. Ê nè. Chiếc này. Thôi đây. Một hàng cho tôi ý. Hai chết. Hai mạng. Rồi. Một hàng ở đâu gần tôi. Rồi tuyệt vời. Nhưng góc mình gọi là gì đó. Này, em tiền em ơi, việc à, chơi chuẩn xí ăn liền. Bố khỉ. Ra một cái chôn thôi. Ra một cái chôn thôi. Chơi mới nghiêm túc. Thank you.
Một kill. Má lụa thống lao rồi. Thằng này nhưng một thằng ở chỗ xa đi con mẹ. Sao vậy, sao vậy? Thua. có mấy cái boy ở trên mặt đất đấy, xuống đấy nhặt phục hồi máu à, được rồi. À mình cháy tự động rồi, thì nó dính gì thì dính gì cháy đó. Đi đâu nè, có thằng này được tới đúng một kill luôn ấy. Đóng chiến học bạn luôn đeo ơi. Mày mèo cả skin ác. Cả hồ sơ mà. Đi ba. Tiếp. Cửa không gọi em. Đồng bọn bị chưa đi kìa. À, cái này nữa không? Mà đi chặt chờ chục chặt cái này được cấp. Hả?
Ây da. Đây, lao thế, đúng mà. Ơ, vào game rồi đây. Ok, vào đây, vừa nói luôn. Đéo gì đâu, con lùn phải tăng gì mạnh thế. Có heal không? Thì bạn tôi còn lút máu này. Không có heal không? Đúng quá, tôi còn lút máu này kinh gì? Thì tôi là thả luôn. Ôi mà tôi tăng cơ quá. Này này tăng cơ quá. Chết người tăng. Sao không sao. Ủa lại kia ơi. À tôi giật ra rồi. Máu
Đúng. Cái này đéo cái map này có hồi máu không ta? Được không? Không biết đâu, tôi không cần tâm cái gì.
ở bên này bắn nhau hết cái bài lấy cái điện tới điện luôn rồi. Điện thoại anh em bắn nhau không ai lấy cũng đi luôn mà mình tôi lấy đi văng hai mạng hai điểm mà quỳ ở đây bắn nhau không ai lấy điện thoại tôi chạy tôi lấy cái điện tôi chạy về không ai cao mà à đâu nhiều quá mùa chấm tư luôn mà MVP luôn ngon. Cái à ghê. Ê mà à. Tôi lái đi mà. Ngon đấy, ngon đấy. Ngon, lại giờ tóc dài thôi. Cái default à. Ê hình như cho trắng một mặn thứ á. Một trắng cao quá mức nữa. Ghê đồng tư. Đồng tư. Đi quá tài à. Thank you.
Ủa, chẳng ngắn nè. Chẳng ngắn thấy anh. Tầm cho tới 10 phút hả? Ra ロケットの発射再開です。そのためには発射コードとなる暗号鍵が必要。それをデータ端末から入手し、中央発射場まで運んでください。
tìm bọn thắng nha, tìm đánh nhiều đấy. Thank you.
Đã bọc hiếm hả? Không có được hả? Bọn lại. Không có được hả? Ơi, tú. Hey,